chỉ 2 tháng sau Tết đã có gần 5.300 lượt tiêm người dạy tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và 7 trên 7 ca tử vong vì mắc bệnh dạy. Số lượt tiêm và ca tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận tại khoa khám bệnh của bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3, rất đông người dân ở mọi độ tuổi đến tiêm vaccine phòng bệnh, trong đó có 90% tiêm vaccine phòng bệnh dạy. Lý giải số lực tiêm vaccine phòng dạy tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tăng sau Tết, bác sĩ chuyên khoa 2, danh thơm, phó trưởng khoa khám bệnh của bệnh viện cho rằng, thời tiết sau Tết nắng nóng kéo dài, đây là thời điểm thuận lợi để bệnh dạy bùng phát mạnh nhất. Cùng với thói quen thả rông, không rọ mỏng chó mèo khiến nhiều người bị cắn hơn. Bác sĩ Thơm nhấn mạnh, hiện bệnh dạy không có thuốc chữa đặc trị. Khi bệnh nhân được xác định mắc bệnh dạy thì tỷ lệ tử vong 100%. Bác sĩ Thơm cho biết thêm, nếu bị chó, mèo cắn, cào, người bệnh cần xử trí vết thương, rửa bằng nước sạch khoảng 15 phút. Nếu có dung dịch iốt hay cồn 70 độ thì sát trùng thêm. Và đến các cơ sở y tế để được tiêm vaccine phòng dạy càng sớm càng tốt. Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiếp nhận tiêm ngừa dạy mũi đầu tiên cho người dân 24 trên 24 giờ.